TV xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mà cả nhà cùng xem xếp pizza đánh đơn nha nhà. Giữa anh Trưng với cô Trúc cả nhà. Xếp pizza này anh Trưng chấp cô Trúc 20 điểm nha cả nhà. Anh Trưng đánh 80, cô Trúc 60 điểm. Hôm nay mình sẽ làm trọng tài cho hai người nha cả nhà. Hai thắng tiếp tục một nhận một phần quà. Tết mình đang để trước màn hình trên bàn cả nhà. Nhà thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh cả nhà, đăng, nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình, một lượt like, một lượt chia sẻ đang có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho các nhà xem. Chúc ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân và có nhiều sức khỏe. Năm mới làm ăn phát tài phát lộc. 4 điểm đầu tiên cho cô chú. Tiếp giờ này cô chú đánh 60 điểm nha nhà. Anh Trân 80 điểm. Một nữa năm. Béo một chút. Bóng thứ 6. Ok. Để mình chân phải giảm 1.000 luôn hả? Ồ đó trong này anh chưa không có tiền xài luôn cái vậy. Bây giờ đi chợ mua không được món đồ nào chứ.
mất tiền của mình. Nhưng có nhà hỏi mấy lúc trước hỏi anh Trưng đâu mà không thấy, thì hôm nay anh Trưng xuất hiện đó các nhà, thì có vấn đề thắc mắc vấn đề gì đó thì để lại comment cho mình đi, mình sẽ trả lời tất cả. Một thứ bảy ngày mai ngày mốt là tới chú Tài với chú Ngọc đó nha các nhà, nhà nhớ đó xem. Nhân là fan cứng của anh Trưng thì coi clip này thì vô cho anh một like nha nhân. Cổ vũ cho anh Trưng liệu xếp video này anh Trưng có lỗi người dòng không? Mấy anh 6 điểm đầu tiên cho anh Trưng. Còn nữa 8. Số bây giờ bên của chúng 8 điểm nữa nha. Anh Trưng 6 điểm. Anh Trưng đánh set bây giờ này 60 điểm, 80 điểm. Của chúng 60. Set bây giờ này anh Trưng chấp của chúng 20 điểm nữa nha. Mà của chú anh chị em có thắc mắc cái vấn đề gì đó muốn về đối với kênh mình thì bên thẻ cộng đồng mình có để địa chỉ nữa nha. Địa chỉ đáp A, xã Phú Cường, huyện Tân Long, tỉnh Đồng Tháp. Giờ giao lưu từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa hàng ngày. 1 nữa 7. Bây giờ về mình chuỗi những buổi trưa đem lại những clip giải trí cho nhà xem. Ông bà cô chú anh chị em gán giúp mình hết năm 2024 đạt được 100.000 người đăng ký nha. Ước mơ của kênh mình. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị em rất là nhiều luôn. 1 nữa 9. Liên hệ với mình thì những clip đi tặng gạo với mì với tiền cho bà con nghèo. Mới đây mình có để đi số điện thoại dưới góc màn hình, nhà bấm vô những cái clip đó đợi khoảng 5-10 giây là nó sẽ nổi lên số điện thoại góc trái hoặc góc phải màn hình nha các nhà. Nhà Zalo mình sẽ trả lời tất cả. Ông bà cô chú anh chị em rất là nhiều luôn. Giờ mời ông bà cô chú anh chị em xem hết video ảnh đơn giữa cô chú với anh Trưng. Anh Trưng 80 điểm, cô chú 60 điểm như vậy. Giờ theo ai trả lời cho mình một comment. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ 5 nữa 12. Một tay ơi. Một nữa 10. Đi còn ở sai nữa nha. Một nữa 13. Tắt rồi, tắt rồi, bỏ đi. Anh bay sao vậy? Sao? Dễ biết dư rồi. Một đồng tài ơi. Một đồng 11. Tôi sợ làm không nổi cho chứ. Số giờ 12, 13 cái nhà, chút 12 điểm, tiền 13 điểm. Sắp giờ này hai người đứng từ chút 60, tiền 80 điểm. Một cái 14. Bữa nay chân một chút một rồi. Hai.
Hai vòng đầy á. Hai nó 14 điều. Cút hai vần sau không le. Thở ra 1:15. Hai 2:17. Ra chút bộ. Cá thì bỏ chứ giờ làm sao? Thiếu rồi bộ ơi. 1:15. Mày cho đó tứ là biết đá liền đúng không? Tao nói đá bỏ. Chơi ba. Vậy đi bỏ. Hôm nay em lại đá coi. Quá em. Bốn. Quá em. Trời ơi. Năm. Dọn rồi. Trời ơi. 5 vòng đầy ơi. 5 bao nhiêu? 5. 5 nữa 20. Nó mút hai bằng nó lòn không ta? Cho để đổ nước cho lạnh cái đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ em mời cả nhà uống nốt thêm hành với em. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài cả nhà ơi. Dạ 4:21. Ồ, cái sườn đâu vậy, dừa mỏng hả em? Anh mời ngồi ghế nè anh ơi. Năm hai mươi sáu năm hai mươi sáu dạ 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 dạ. Trời ơi, búp bê mà thành A Văn luôn rồi. Một. Ôi ô, búp bê mà thành A Văn quá rồi. Bỏ một đến 21. Nãy giờ cô chú có một điểm không? Thank you.
4 đến 30. Ôi ôi đó vậy tiêu em nữa rồi. Ngày xưa vậy đó. À, 5 đến 35. Hai đến 37. Yếu rồi. Bốn đến 38. Trời ơi. Trắng gì mà đó. Hai đến 40.
số giờ cô chúc 22 điểm nha. Anh Trưng 40 điểm, xếp pizza này anh Trưng đánh 80 điểm, cô chúc đánh 60 điểm như vậy. Ai thắng là giải thưởng một phần quà hết. Ôi vô. Rồi quân rồi sĩ về thấy không? Rồi không có tay mà cho cũng dư nữa. Dư ra này. Bốn. Dạ 4 đến 44. Hai mươi 24. Thế vậy mà nó lồn em cả nhà ơi. Để nó móc ra là dầu gà cà phí thôi. Ừ thật sự. Ừ. Bên. Hai đến 46. Hai vòng tài ơi. 26. Thank you.
Hút vào đó anh. Được. Tôi hút vào bên kia chỗ gần hút đó. Trời ơi quá khó khăn. Hai vòng tài ơi. Quá. Đây 28. Ba nữa, 49. Một lần rồi.
Vậy. Còn con nữa, con đi chưa ăn. Tao đổ gì đó. Dạ chú luôn đó. Đúng không anh? Đúng không đây 60. Năm nữa 33. Té miếng thịt ra thấy không quốc em miếng trời. Chui thiệt chứ. Trời ơi, chá vậy. Trong đời luôn bà mẹ. Bé dậu không? Bé dậu nó cái bi nó cũng đâu già hở như năm nó cũng không có con nè. Trời Phật ơi. Ô chú. Chú vậy còn em còn làm ăn gì được hết nữa nha. Trời ơi chú kiểu đó là hại cô à. Không. Ba đến 63. Trời ơi, rồi tiêu em rồi. Một trong tay ơi. Ôi, thế giếng nữa rồi tiêu. Một đôi 34. Trời ơi, thế giếng rồi, chờ cái giếng là xong luôn. Hai đến 65. Rồi bữa nay có độ gì nữa không hay là quánh nước à?
Trời Phật ơi. Hai vũ tài ơi. Đây nó 36. Xong rồi, cuốn cái đó lộn nữa là thua. Hai nữa 67. Trời ơi, nó lù tàu lá hùa trời. Hai vòng tay ơi. Thằng ơi, tàu lá. Hai em vui chút. Hai em. Hai nó 38. Ôi xôi thiệt trời. Sao tám 38. Đây tới ngành tỉnh các kèo nhậu tới ngành nào nhậu mình miệng liền. Dậy khỏi tay chị chân ơi. Một nó 39. Cái này banh đấm không bố à. Quýnh cho nó mở đá nữa là banh đấm không bố. Thôi à. Thắng tưởng đâu mà thở nữa là cũng nghe sợ. Chân một hết chân. Một lên 69. Một. Cả nhà cũng đang nghe cả nhà ở chút bố. Hai bạn ơi. Hai nó 41. Cái đó vừa làm nó trúng luôn không? Cái đó tính mình né nó được một lúc mình né nó.
xe chứa vàng đây nè. Còn lố là còn chui đó. Đâu mà không uống đâu rồi. Rồi xong rồi cả nhà ơi, em tiêu rồi. Bây giờ nó trúng quá kiểu này hoài nó như em tiêu. Đá lên trúng nữa rồi kìa. Đá nữa trúng nữa đó. Trời ơi. Năm nó 74. Lòn qua lòn lại lòn tới lòn lui. Trời ơi lấy mép dưới luôn rồi. Chết em rồi, kiểu này tiêu em rồi cả nhà ơi. Hai nó 76. Rồi xong rồi. Đó, đó. Thôi giờ cứ đi rồi đến tới rồi. Cái này đi tàu lâu. Con nó 77. 77 còn 3 nữa nhỉ. Trời ơi xui em nữa. Đúng. Lộn luôn. Luôn là sợ luôn đó chứ. Ba. Năm. Tiền đâu tiền nó chạy vậy là tiền gì. 6. Trời ơi vậy mà thiếu em miếng thế nào. Ôi ôi trời lấy tao đâu có 7. Trời ơi, cái gì mà thiếu chung cho đó còn thương đau. Trời ơi, chú nghe thùa là nó thiếu cho đó là tiêu rồi. Nó bỏ ra nhà còn 1.
Rồi kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Rồi dạ bữa nay em banh đắm không uống nữa rồi. Chị nó chặt mấy trái tào lao lao. Dạ nay em banh đắm không uống nữa rồi cả nhà. Rồi sắp giờ thì anh Trương Thắng nghe em nha. Em gửi tặng anh Trương nha. Chúc anh tiền nhiên năm mới nha, gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi nói like cả nhà. Rồi sắp bây giờ này anh Trương Thắng nha, anh Trương nhận được một phần quà Tết cả nhà. Rồi bây giờ cho Tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào lúc sau, bye bye. Thank you.